Em xin chào tất cả cô chú anh chị đã trở lại với kênh của em ha. Anh chị nào là người xem mới mà chưa đăng ký kênh á, thì hãy đăng ký kênh để cập nhật được những giá lúa mới nhất nha anh chị. Thì hôm nay là cũng đã có một số tỉnh là mở động ha, khu vực miền Tây luôn nha anh chị. Hôm nay thì em cập nhật là có tỉnh Kiên Giang nha anh chị ha, tại huyện Dòng Giềng cũng đã có lúa nha anh chị. Và khu vực Cần Thơ thì cũng có một số huyện có lúa rồi, còn một số huyện thì lúa khoảng đâu là 5-60 ngày gì nha anh chị ha. Thì đó là một số thông tin cập nhật cho cô chú anh chị về những cái tỉnh mà có lúa nha anh chị. Và bây giờ thì em sẽ cập nhật cho anh chị về cái giá lúa hiện nay ha. Thì có một bạn là user 3527 ha, thì bạn này bạn ở Dòng Giềng, bạn cập nhật cho mình về cái giá lúa là Đài Thơm 8 nha anh chị ha, là hiện tại là lái mua là 8.000 nha anh chị. Trong cái thời điểm này á, mà nắng hạn á, thì 8.000 thì nó cũng rẻ nha anh chị ha. Tại vì em thấy giá lúa hiện tại bây giờ nó cũng 8.000 mấy không à, bữa giờ em cập nhật á. Và một bạn tên là Tính Quỳnh ha, bạn này bạn nói á, là lúa mình là 50 ngày tuổi rồi, giống lúa là 5451 là thương lái là đòi mua với giá là 7.700 một ký hà, mình không chịu bán, mình ở huyện Thới Lai. Còn OM 18 đang trổ giá là 8.100 hà bạn ơi. Thì qua hôm qua thì em cũng có làm em nói á, khu vực là Cần Thơ là đang bị lái nó ép giá dữ dằn luôn nha anh chị ha. Thì anh chị cứ đừng có bán, tại vì lúa của anh chị bây giờ mới có 50 ngày tuổi thôi, mà trong khi đó mà các tỉnh như là Đồng Tháp anh chị, Cao Lãnh, Đồng Tháp đó là người ta lúa ta lên tới 8.500 đến 8.700 rồi lúa OM 18 nha anh chị ha. Còn 5451 thì giờ nó cũng 8.000 trở lên không, chứ đâu có giá nào mà 7.700 đâu đó. Thành ra là anh Tính Quỳnh anh cứ từ từ đi, nói chung là không cần gấp đâu. Bây giờ anh còn cả 40 ngày nữa anh mới có cắt lúa, mà giờ lái nó bỏ cọc vậy, mà trong cái thời gian tới nó khoảng đâu là 1-2 tuần nữa thôi là lúa mình bắt đầu là nó lên chiều dèo luôn nha anh chị ha. Đó rồi, một bạn tên là Quý Ngô 4985 nha anh chị. Anh này anh ở Dòng Giềng luôn nha. Anh cập nhật lúa OM 18 là 8.000. 8.000 là rẻ luôn nha anh chị ha. Vậy là nó muốn bằng ở Cần Thơ rồi. Vậy là nó cũng ép giá luôn nha anh chị. Tại vì lúa hôm qua nay em cập nhật ở Tân Thạnh, Long An cũng 8.500 đến 8.700 không á. Chứ đâu có giá là 8.000 đâu, lúa OM 18 mà. Mà khu vực miền Tây của mình á, mấy thằng lái nó đừng có nói là kiểu như là tùy mỗi khu trà gạo ra nhiều. Thường thường là miền Tây là trà lúa ra gạo rất là nhiều nha anh chị ha. Chỉ có những tỉnh miền ngoài thì nói thì nó còn nghe được, nhưng mà miền ngoài chứ cũng trên lệch khoảng đâu là 500 đồng là dữ thôi nha anh chị ha. Rồi một bạn tên là Hùng Nam ha, cái này ghi là chú Năm, chú Năm Hùng à, chào chú Năm Hùng ha. Chú Năm Hùng là mua lúa nha, Thới Lai Cần Thơ nè, lúa OM 18 là 8.000 một ký. Rồi chào chú Năm Hùng luôn nha, cảm ơn chú Năm Hùng luôn. Rồi tiếp tục là sẽ xem những cái bình luận tiếp theo. Bạn Beo Trần nè, bạn này bạn nói là mấy anh nói gì nè, ép giá tùm lum nè. Nói chung là anh này là anh lái nha, anh nói là bây giờ là lúa là mình trà ra thì mỗi khu mỗi khác, như hồi nãy em có nói á, bây giờ là ở miền Tây đa số của mình là nó trà ra gạo ok đó, mà nó chênh lệch nhau dụ như là 1-200 đồng thì còn nghe được, chứ mà bây giờ mà chênh lệch nhau mà cả 7-800 đồng sao mà được, nơi 8.000 nơi 8.700. Anh chị tính ra đi, một tấn lúa, 2-3 tấn lúa, cái ngàn tấn lúa thì nó ra bao nhiêu tiền, thành ra là vậy ha. Rồi tiếp tục là một bạn là Trang Trần nè, bạn này thì bạn nói khoảng một tuần nữa là bạn cắt nha. Bạn đang trồng cái giống lúa là OM 18, lái đặt cọc là 8.700 rồi, còn 504 là 8.200 tại huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp là hôm qua nay là cập nhật là từ 8.500 trở lên không nha anh chị ha, không có cái mức giá là thấp hơn luôn á. Chỉ có thằng 504 này bạn Trang Trần bạn cập nhật là 8.200 nè. Và ở đây thì em thấy có một cái bình luận nữa, em vô em coi nè, bạn Trương Văn Nhật hay gì nè, bạn hỏi là có số điện thoại không bạn. Thì ở đây thì anh chị nào mà có những cái thông tin về lái ngon á, anh chị có thể bình luận lên ha, nhưng mà anh chị bình luận bằng chữ á, ví dụ như chữ không là anh chị ghi là chữ không, chính là anh chị ghi chữ chính, chứ đừng có ghi số nha, ghi số YouTube nó ẩn đó mà.
Rồi tiếp tục một tỉnh nữa là có lúa nữa nha anh chị ha. Ở Tri Tôn An Giang. Bạn này là bạn Kim Phượng nha, 5509 nè, bạn bình luận khoảng đâu là 5 tiếng trước nha. Là bạn nói là giá là 8.100 nha anh chị ha. Lúa là 504. Bạn nói là còn khoảng đâu là 14 ngày nữa là bạn cắt, là 2 tuần nữa nha anh chị. Vậy là 2 tuần nữa là An Giang bắt đầu là vô vụ nha. Rồi cũng chúc mừng luôn. Rồi tiếp tục là một bạn là Nguyễn Thanh Thúy nha. Bạn cập nhật là lúa ở Hậu Giang nè, OM18 là lúa 50 ngày tuổi rồi, giá là 8.000 nhưng mà chưa có lấy cọc. Rồi một bạn là Hồng Ngọc ha. Bạn này mới nói là sao huyện Cờ Đỏ là thương lái ép quá, lúa OM18 còn 20 ngày nữa thu hoạch mà chả có 8.000, so với những tỉnh khác là thấp. Thì bữa giờ em cũng nói rồi anh chị, là khu vực là Cần Thơ thì nói chung là nó thấp nha anh chị ha. Còn đối với mà khu vực khác thì nó cũng khá là cao. Ví dụ như là Đồng Tháp nha anh chị. Rồi tiếp tục là một bạn là user 7M ha, cũng cập nhật cái lúa là 504 nha anh chị ha. Là chỗ bạn là 7.800 rồi bạn ơi, mình ở Đồng Tháp. Vậy là khúc này là bị ép giá nha bạn ha. Chứ mà 504 là hồi nãy là cập nhật là 8.200 đó, chứ không có thấp hơn đâu. Còn OM18 là 8.500. Rồi một bạn là khác nè, user 8x70 ha, cũng ở Cờ Đỏ Cần Thơ luôn nha anh chị. Đợt này Cờ Đỏ Cần Thơ bình luận nhiều luôn á. Là lúa OM18 là lúa bạn mới có 70 ngày thôi, còn 20 ngày nữa là mới có cắt ha. Giá là lái trả là 8.000. Thì bây giờ bạn đừng có lấy cọc nha, bạn đợi khoảng 20 ngày nữa là bạn lấy, tại vì giá lúa khoảng đâu là tầm 2 tuần nữa là có lên rồi. Nó lên cao luôn, hiện tại là đã cao rồi á. Nhưng mà bạn cứ kèm đi, tại vì đầu vụ lúc nào cũng vậy á. Mấy ông lái ổng ép giá dữ lắm, nói chung là bắt đầu là vô vụ là ép giá dữ lắm. Còn cái giá mà từ Bộ Nông nghiệp á, thì thôi em cũng không có cập nhật nhiều đâu, tại vì thông tin web và những cái kênh khác thì em để vào những cái kênh mà làm cùng chủ đề với em á cập nhật ha anh chị ha. Tại vì cơ bản thì nó cũng có nhiều đó, cũng có thông tin từ một nội dung ở trên những cái trang web đó rồi lên xem xong đọc lại cho cô chú anh chị nghe tham khảo, thì cái mức chính xác anh chị thì nó khoảng đâu tầm 60-70% vậy thôi, chứ nó không có thực tế đâu. Ở đây thì nhờ cô chú anh chị bình luận lên trên kênh của em thì em tổng hợp lại em cập nhật cho nó dễ dàng ha anh chị ha. Đó, và một bạn là Hướng Dương ha, bạn này bạn hỏi mình là 5451 mình để lâu nó có dẻo hay không vậy. Thì cái này là em cập nhật giá nha, em không có chuyên môn về cái lúa 5451 này nha, nói chung là em chuyên về cập nhật giá. Còn anh chị mà muốn hỏi về thông tin lúa, kỹ thuật lúa, anh chị qua cái kênh chuyên về mà làm lúa anh chị xem ha. Thì ở đây thì em cũng không có giới thiệu đâu, tại vì có nhiều kênh đó anh chị sạch là sẽ ra ha. Rồi thôi, hôm nay cập nhật cho anh chị tới đây thôi nha. Em cũng xin được mến chào và hẹn gặp lại anh chị trong video cập nhật giá vào ngày mai nha.